Tuyển nữ Việt Nam cơ hội và thách thức tại World Cup 2023. Australia sử dụng tính toán của một siêu máy tính đã ước tính rằng tuyển nữ Mỹ sở hữu cơ hội chiến thắng lên đến 99,01%, trong khi xác suất hòa là 3,03%. Tại vòng bảng World Cup nữ 2019, Mỹ đã thi đấu với đội Đông Nam Á Thái Lan và giành chiến thắng với tỷ số 13-0, thiết lập kỷ lục của World Cup nữ và từ đó tiến bước đến ngôi vô địch. Xếp hạng và đánh giá cơ hội. Tờ Guardian, Anh, mới đây đã công bố bảng xếp hạng cơ hội vô địch dựa trên lịch sử và phong độ hiện tại của các đội tuyển. Tuyển nữ Việt Nam, lần đầu tham gia World Cup, xếp thứ 28/32 đội, vượt qua hai đại diện châu Phi, Maroc và Zambia, cùng hai đội từ khu vực CONCACAF, Panama và Haiti. Cạnh tranh với đội Philippines. Tại World Cup 2023, đội tuyển nữ Philippines cũng đại diện Đông Nam Á và được Guardian đánh giá ở hạng 27. Đội tuyển Philippines đã vượt qua đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ SEA Games và AFF Cup. Guardian ghi nhận về đội bóng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mai Đức Chung, đội tuyển đang nổi lên trong bóng đá nữ châu Á. Trong cùng bảng với tuyển Việt Nam còn có Hà Lan và Bồ Đào Nha, lần lượt xếp hạng 12 và 17. Sự thăng tiến của tuyển nữ Việt Nam. Tờ Guardian đã đưa ra nhận định về đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Dù lần đầu tham dự World Cup, đội bóng nữ Việt Nam đã có những bước tiến vững chắc trong thời gian qua. Từ vị trí thứ 42, họ đã tăng lên thứ 32 trong bảng xếp hạng thế giới của FIFA và từ thứ 8 lên thứ 5 ở châu Á. Sự mạnh mẽ của đội nằm ở cách họ triển khai chiến thuật phản công và sở hữu cặp tiền vệ cánh tốc độ Tuyết Dung và Thanh Nhàn.